Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Chất Đổi với nhá. Thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn xem thêm một video nữa. Và được rồi, ở cái video lần này ấy, thì các bạn thể thấy là ngay trước màn hình của các bạn này, đây là mình đang có một cái bộ đồ cực kỳ là hot và không phải là ai cũng có thể là sở hữu được cái trang phục ấy đâu. Ghê đấy. Và chính xác hơn, đây chính là cái bộ đồ Spider-Man của Marvel. Nếu mà những cái anh em nào mà đã từng xem những cái phim gọi là Người Nhện Trở Về này, hoặc tất cả cái bộ series của phim của Người Nhện ấy, thì chắc chắn là sẽ biết về cái bộ đồ này. Đó, trông cực kỳ là đẹp luôn. Tôi cam đoan với ông béo một điều ấy, đấy là không phải là ai cũng có thể là sở hữu được cái bộ trang phục ấy đâu. Thôi mày im mãi à mồm đi. Và tôi phải dùng một số cái thủ thuật đặc biệt để mình có thể là sở hữu được bộ đồ này ấy mấy ông ạ. Bên này có người sao ấy? À đây không? Bò là cái rồi, trời ơi. Định nhảy ra bắt Nhện à? Không có chuyện đấy đâu bạn ơi. Bạn nhảy ra đây là mình cho bạn vào tơ luôn. À, đau, bắn mình à? Đấy, bắn mình này bạn ơi. Mày là gì? À, mày dùng ông keo à? Dăm ba thằng tỏi này định chơi mình á? Từ từ, để tôi quắc quả liệu. Lũ đạn né né đi. Em ơi, trời ơi. Đánh dài răng tơ anh chơi chú luôn này. Ra đây, nhảy đây. Gọi à, máu chó này. Vào phần máu chó và cả Nhện à? Nhện nó cứ bay nhảy liên tục nè. Ông tưởng ông chơi được Nhện mà dễ à? Run. Và phần khi là Nhện đôi khi là nó hơi nhọ một tí, nhưng mà pha này nó không được nhọ đâu em ạ. Pha này định làm cho Nhện nhọ không có cười đâu. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta đang tiến thẳng xuống cái khu vực ở phía bên dưới này. Thì tí nữa mình sẽ trốn vào trong nhà và bắt đầu là bỏ cái trang phục giáp này ra để cho mọi người xem kỹ về cái bộ đồ Spider-Man mà mình có mọi người nhá. Ok, cuốn máu cho đấy đã. Đó, được luôn. Bên này có cái túi cứu thương này, lấy cái túi cứu thương luôn. Đó thì các bạn có thể thấy là xung quanh thì cái bộ đồ Spider-Man của mình ấy, nói chung là cái bộ này, cái bộ trang phục mà không thể nào mà bỏ kim cương ra mà mua được. Kim cương vàng hay bất kỳ một cái gì, kể cả là cháu Gaina nữa. Kể cả mấy ông có bảo rằng là mình là kiểu cháu của Gaina, suốt ngày được ép kim cương thứ cho, nhưng mà sẽ không bao giờ là được ép cái bộ trang phục ở đâu mấy anh em ạ. Em biết tại sao? Bởi vì cái trang phục này của mình ấy thì mình phải gọi là thức đêm, gọi là bao nhiêu ngày tháng cái thứ mình mới mò ra mà cách để có thể sở hữu được cái trang phục này. Đây gọi là bí quyết anh em ạ, bí mật luôn, không thể nào mà chia sẻ với anh em được. Thì bây giờ mình sẽ bỏ cho anh em cái bộ giáp này ra để cho xem chi tiết cái trang phục của Spider-Man này nhá. À, anh em thấy gì chưa? Đẹp không? Được vãi lồn em ơi. Đẹp không? Đẹp vãi trưởng ra luôn chứ còn gì nữa. Làm gì có ai có đâu. Gọi là mình gọi là độc nhất vô nhị sở hữu được cái bộ đồ này trong game rồi anh em ạ. Đố anh em gọi là biết cách để sở hữu cái bộ đồ ấy luôn đấy. Đô la thần trưởng, ơ dô nhất dương chỉ, kim cương trưởng. Nhưng mà định bảo tôi là làm sao để có thể sở hữu được cái bộ đồ này thì chắc chắn là tôi sẽ không chỉ cho đâu. Cái này gọi là bí quyết gia truyền, không phải là ai cũng truyền lại cho được, mọi người hiểu không? Ai cũng truyền lại cho được thì đây đâu phải là cái bộ đồ độc nhất vô nhị nữa, đúng không? Đấy, rất là đẹp luôn. Thì cái bộ này bạn có thể thấy là cái bộ đồ này thì nó không che được cái trang bị giáp của chúng ta. Vì thế nếu mà các bạn mà muốn xem chi tiết cái bộ đồ này nó đẹp ra sao thì các bạn phải bỏ cái trang bị giáp. Nhưng mà trong trận đấu này thì chắc chắn là mình không có dại gì mình bỏ ra rồi. Mới biết lý do tại sao. Bây giờ nếu mà tôi bỏ ra thì là chúng nó cầm MP10 với cả phóng lựu cái thứ nó bắn vào tôi một phát là nó sấy cho tôi. Bộ đồ Spider-Man này thì cũng bằng mắt anh em ạ. Nên là không được. Ta cứ phải mặc cái bộ trang bị giáp vào để bảo vệ toàn thân chứ. Đó, vậy là hiện tại thì chúng ta đang ở cái khu vực khác rồi mọi người ạ, không ở cái khu vực cổng trời nữa. Và đang kiếm người quanh khu này này. À, không biết là những cái địch khác có nhìn thấy cái bộ đồ Spider-Man của mình không? À, bò lại rồi. Úi giời, ông nhìn thấy tôi à? Ông nhìn thấy tôi là láo rồi. Thế là không được rồi. Phải phá nát cái quả bóng keo thôi mọi người ạ. Thằng này nó chơi hai quả bóng keo. Mày ra đây. À, vai trưởng. Ô, tôi bị cay hết mạng rồi. Cái đậu xanh nó muốn đùa nhau à? Ô, thằng kia nó đã muốn rồi. À, thằng cay mạng tôi đây rồi. Dễ vãi luôn. Mày ra đây, ôi trời ơi, đầu luôn. Em thấy ghê không? Quá ghê luôn chứ gì nữa, không phải ai cũng làm được đâu. Đây có mày gọi là đẳng cấp đây em ạ. Ok nhá, ra lúc xác bọn này luôn nhá. Đấy, chắc là nhìn cái bộ đồ Spider-Man của mình nó chói mắt quá nên không kịp phản ứng bảo ô, này sao nó có được cái bộ đồ Spider-Man để lấy đâu ra để đậu xanh cho bốn thằng này con cháu Anna rồi. Nhưng không phải đâu. Tôi tìm cách bốn em ạ. Mày ra đây. Rồi, người dăm bạn. Dăm ba cái thằng bảo vệ để không bảo vệ ông khỏi gọi là cái đạn của MP10 đâu. Ông hiểu không? Ây à, chưa chết này. Ra đây. Ông sống làm sao được? Ra đây. Sống làm sao được bạn ơi? Úi giời ơi, mạng thứ ba luôn. Đơn giản không bạn? Quá là easy luôn. Gọi là bay nhảy như người Nhện này, nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, từ nơi này sang nơi khác thì bọn này cũng bảo bắn bằng mắt mọi người ạ. À, nó chỉ cần chớp mắt cái gọi là mình gọi là đu tơ ra phía bên khác rồi thì làm sao bắt kịp gọi là cái tốc độ di chuyển mình được. Ok nhá. Mà tôi thấy có chấm đỏ ở đây, chắc chắn là quanh đây có người này. À, mấy ông biết đoán thử nó ở đâu nhỉ? Mình đang nghi nó ở trên nóc xưởng ấy.
Tại vì trên hai cái chỗ cầu thang này, cái bậc cầu thang này thì có thấy thằng nào đâu. Đấy, thì khả năng cao thằng này trên nóc xưởng rồi. Rồi, căng thật đấy. À, chả hiểu sao trận này tôi chơi solo mà tôi đi nhặt cái súng bắn điện phải không ạ? Đi tấu hà ở trường. Mong là sắp tới là Ghana ra cái gọi là ra cái gương ấy. Đấy, xong bắt đầu là không cần chơi cùng đồng đội ấy, bắn cái súng điện này vào gương, thế là tự trích điện cho mình. Đấy, gọi là đỉnh cao mọi người. Quá là đỉnh cao luôn. Từ từ nhá, để tôi check thử quanh khu này. Ai à, đâu? À, thằng này dám cắn trộm mà. Thôi xong rồi. Quả này ông đắc tội với người nhận là ông sai rồi. Nào tôi ra tôi bắn tơ cho ông mấy phát là cho ông chừa này. Đâu rồi? Ông đâu rồi? Nào chạy đâu? À đây tao thấy mày rồi. Ôi giời, ông trốn sau mấy cái thùng container á. Đừng tưởng mắt tôi là không nhìn thấy nhá, mắt tôi gọi là tia gái hay kinh đấy. Gọi là nhìn gì nhìn gái, gọi là liếc một phát qua muốn chi là dăm ba với thằng định này. Tôi liếc cái này tôi biết ngay. Này ai, mày ra đây, mày ra đây. Xuôi ôi, chơi sợ căn với tôi à? Ông solo với ai chứ solo với tôi là ông sai rồi, hiểu không? Ôi giời ơi, cuốn máu cho đầy đã nhá. Vá vẩn từ trên tông rẽ. Ui, cái động xe cho bố, tôi nghe tiếng chân. Định chơi mình mọi người à? Sợ đấy nhỉ? Nào, bình tĩnh nào. Ô nhưng mà cái góc này nguy hiểm đã trưởng anh em ạ. Quả này mà nó câu quả lựu cái là mình chết. À, nó chơi mìn à? Càng thế, bình tĩnh nào thanh niên. Rồi ôi, tôi vẫn đang sống gọi là nghe răng ra đây này. Đố làm gì tôi? Ai? Phải trưởng mà thằng này nó câu cả lựu đạn cả mìn chơi với mình luôn. Thằng mưu hèn cái bẩn này nữa. Gọi là ăn không được thì bây giờ đi đạp đổ người ta. Vớ va vẫn phải dạy cho nó bài học mới được, phải cho nó sám hối đấy em ạ. Không để cho nó đẻ trứng được. Được rồi, mày đâu rồi? Mày ra đây. Ra đây anh giao huấn cho chú một bài nào. Ra đây, bọn đang thu đến đít đây mà không chạy à? Thằng này mày sống dại lì à? À một thằng trước mặt nữa kìa. Ôi ông ơi, trong cái chiến trường biển đạn này vẫn còn cắm đầu chạy được. À mày ra đây, mày ra đây. Rồi ôi lại giữ mông keo ra ngay. Cái tuổi gì solo mình đâu, ra đây. Ra đây. Rồi ra đây. Ủa chết rồi. Giờ tôi để ý là tôi còn đúng còn một bịch máu này. Thế này không được rồi, phải xử thằng này nhanh. Xử thằng này nhanh thôi, à, không đâu được. Thôi từ bỏ, lên xe chạy khỏi cái khu vực này thôi anh em ạ. Quả này không chạy lên xe thì chỉ có bóp thôi. Nhanh lên xe nào. Trời ơi, chết, không được rồi. Nào, anh em phù hộ tôi cái bây giờ hết sạch đúng thương rồi. Quả này mà không tiến kịp vào trong mò cái là chắc chắn là người làm đất ở chúng ta luôn đấy. Trời ơi, nào, 100 máu. Ui ơi, vãi cả trưởng luôn. Tốn nguyên 100 HP luôn anh em ạ. Giờ quay lại chơi nó luôn này. Giờ đang chạy đang yếu đúng không? Vừa lấy bắn tôi đúng không? Không bạn ơi. Trời ơi, ông đắc tội với ai? Đắc tội với tôi ấy. Là ông phải xin lỗi tôi ngay, ông hiểu không? Ok, lên xe lại có máu để bơm rồi. Trời ơi, easy luôn. Tưởng những thanh niên thế nào, định móc lốp với mình nhưng mà đâu có cửa đâu. Ê, bò lạc nữa này. Đây có phải là thanh niên vừa nãy đang cắm đầu cắm cổ và chạy không? Và cuối cùng lại bị mình hạ ngục. Khổ thân mấy thanh niên vãi trưởng hơn luôn ấy. Cứ tưởng là chạy thoát khỏi mình rồi, ai dè vẫn lại bị mình công cổ vậy thôi. Chạy đi đâu lại chạy vào trong tay mình chứ mà. Chạy làm sao được. Đó, vậy là các bạn có thể thấy là có vẻ như là mấy thanh niên này nhìn thấy cái bộ đồ spa của domain của mình ấy, thấy gọi là nhìn thấy trông có đẹp quá bị tâm lý ấy. Bảo ôi, sao thằng này có cái bộ đồ đẹp vãi trưởng ra, nó kiếm ở đâu vậy? Kiếm lục tung cả cái cửa hàng ra, bất bao nhiêu tiền tạo không có. Xong rồi thằng này chắc hách rồi. Nhưng mà xin lỗi mấy ông nha, tôi không có hack đâu. Cái này tôi dùng thủ thuật của tôi để tôi có thể là sở hữu được cái trang phục của tôi nhá. Chứ mấy anh em gọi là xem này clip này của tôi đừng có mà report tôi. Không lúc đấy là Ghana gọi là lại ban nick tôi thì chết bỏ bà. Bò lạc đây rồi, lại thêm một con bò lạc nữa rồi. Chạy đi đâu đấy? Nào bạn ơi, bạn tới số rồi. Ra đây nào, ui giời. Vãi trưởng một nút nó sau cái gốc cây à? Sức sống mạnh liệt vậy. À nó có sọt gắn. Úi trời ơi, nhưng mà ông yếu rồi nhá. Chơi tôi à? Ra đây, đừng có bay nhảy như người nhện vậy. Tôi mới là người nhện chứ ông không phải là người nhện đâu nhá. Đừng mà gọi là bắt chước tôi nào. Ra đây, solo nào. Solo khô máu nào. À, đang vác chảo kìa, chuẩn bị bắn kìa. Ui, mày đi làm gì? Ui, vãi, vẫn bắn được cả. Ui, ảo vãi trưởng luôn em ạ. Rõ ràng trốn sau khoảng kia mà vẫn bị bắn. Ê, mày ở mày chết đi em ơi. À, vãi trường bị bò đốt chết kìa. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Không sao, nói chung là nếu mà các bạn thấy video mình hay ấy, thì các bạn đừng quên là để lại cho mình một like và nhớ subscribe kênh YouTube để có thể ủng hộ cho mình nhá. Thì từ những cái video sau thì mình sẽ dùng cái bộ đồ Spider-Man này chắc chắn là sẽ kiếm được top 1 cho anh em coi.